thành công hay thất bại khác biệt chỉ nằm ở điều này. Nếu bạn muốn có những tấm huy chương trong bộ môn chạy bộ, thì bạn phải tham gia vào cái quá trình chạy bộ. Và lý do chúng ta không có được những điều gì đó trong cuộc sống là bởi vì mình đã không tham gia vào cái quá trình kiến tạo nên những cái điều mà mình mong muốn. Vậy thì ngay hôm nay bạn đang mong muốn có được một kết quả gì? Nếu bạn mong muốn có được một cơ thể khỏe mạnh thì bạn cần phải tham gia vào cái quá trình kiến tạo nên một cơ thể khỏe mạnh. Nếu bạn đang mong muốn cái sự thịnh vượng về tài chính, bạn phải tham gia vào cái quá trình kiến tạo nên sự thịnh vượng về tài chính. Tham gia thôi vẫn chưa đủ, bạn phải tham gia với 100% năng lượng, với 100% của sự tập trung. Và sẽ có 3 nhóm người khi tham gia vào một cuộc chơi. Nhóm người thứ nhất đó là họ đã không tham gia, và nếu như mà mình không làm thì tất nhiên rồi sẽ không có kết quả. Và nhóm thứ hai đó là họ đã tham gia, nhưng khi gặp những điều không thuận lợi trong cuộc sống thì họ đã lựa chọn dừng lại. Và người thành công thì không bao giờ bỏ cuộc, có người bỏ cuộc thì không bao giờ thành công. Và nhóm thứ ba đó là họ đã tham gia với 100% năng lượng ở vạch xuất phát, 100% năng lượng trên hành trình, 100% ngay cả khi họ đã đến đích. Và bao nhiêu trong số anh chị mong muốn sự thịnh vượng về tài chính thì chúng ta hãy cùng ghi xuống điều này: tôi tham gia 100% vào quá trình kiến tạo nên sự thịnh vượng về tài chính. Và nếu như anh chị chưa có môi trường để có thể là thúc đẩy có người mình luôn luôn có sự tập trung 100%, năng lượng 100% để tiến tới mục tiêu cuộc đời của mình, thì anh chị có thể là đồng hành tham gia nhóm học tập, rèn luyện, phát triển bản thân mỗi ngày công lành để kiến tạo nên cuộc sống mà anh chị mong muốn nhé. Lan xin chào và chúc cho anh chị có thể là đạt được tất cả những mục tiêu trong cuộc sống của mình ạ.